Trang ạ. Rồi, câu hỏi là khi con hỗ trợ chữa lành cho người khác mà con chưa tập công thức chữa lành cho bản thân thì có sao không ạ? Không Di sao đấy. dịch, Không sao. di dịch chứ. Dear Mr. Phúc Lý, I have to another one to healing, but I haven't yet to, but I haven't yet to receive energy for myself. Does it have any problem with my health? Trả lời luôn, không sao hết. Yeah, Mr. Phúc Lý said that nothing, you don't care about that. Yeah, mời chú ạ. Dạ rồi. Chú trả lời ngắn gọn vậy thôi đúng không chú? Dạ, rồi con có câu hỏi.